Vườn cây cảnh Sa Đéc thân chào anh chị. Này, mưa mưa quá chừng luôn, nhưng mà cây cối bên mình vẫn đẹp nhé. Hoa tháng này thì Sa Đéc sẽ hết mưa, thì lúc đó thì cây cối nó sẽ còn đẹp hơn nữa. Em trong quá trình đó là đổi mùa nè, mưa nặng hạt đó, nên là mình rút nước không kịp luôn. Vấn đề này thì không quan trọng, quan trọng là bên mình vẫn đóng hàng như mọi ngày cho anh chị nhé. Trước mặt mình đó là cẩm hạch gốc Mỹ mini 180 nè, đen nụ đen hoa rất là đẹp, về mình chơi hoa được tầm khoảng 2 tuần đến 3 tuần nữa nha. Thường đó là khách khi mà lựa một cặp mình sẽ lựa cái tông chiều cao nó cũng na ná nhau như vậy á, cho nó cân xứng giống như thế này nè. Khách kia mình lựa nè, đấy, lựa ra chọn mà đem hoa cái nụ vậy đó, về mình có thể chơi hoa được. Đây, hôm nay thì nhờ những cái kiện hàng cộng kền, đây, có nhiều kiện hàng đó, tiền ship lên tới là 200-300 nghìn, có những kiện đó là tiền ship lên tới là 400 nghìn được. Nhưng mà đó là những cái mặt hàng mà giá trị đó, những củ khôi 1 triệu, 1,2 triệu, 1,5 triệu, thì tiền phí như vậy bên vườn bao ship được cho anh chị nhé. Cứ lấy khoảng hai loại hoa giấy thôi là mình đã bao ship rồi. Còn tiền phí mà cao bên mình có thể là bao ship được. Nói chung cái vấn đề đó là đó thì anh chị khỏi phải lo. Bên mình đóng cái khung sườn rất là kỹ luôn. Có thể là khi mà về á, tháo ra nó hơi cực một tí, thì vì nhiều chú nhiều cô bảo á, bên mình đó là đóng kỹ quá, tháo ra là bỏ luôn bữa cơm. Đây, kỹ như vậy thì ra tới nơi á, thì cây nó còn nguyên vẹn đẹp cho mình. Nà, đây hoa đang rất là đẹp luôn, 180 nghìn một chậu. Thì khi mà lấy sỉ 30 chậu á, là bên mình sẽ bao ship cho anh chị nhé. Tông cao từ miệng chậu đi lên là 50 cho tới là 60, đang nụ đang hoa gốc Mỹ luôn. Có thể là ghé tại vườn cây cảnh Sa Đéc nơi đóng kiện mặt tiền của mình đó, là đến đây tán hàng, còn không mình sẽ giao qua những cái điểm tập kết cho anh chị đa dạng tất cả những cái dòng hoa giấy để về mình có thể là kinh doanh được. Dàn củ khôi trong hình đó là đế chuông dài 270 x 23, cái xương sườn chính của nó là uốn éo rất là dễ thương. Ở chậu này là mình nhận ghép cẩm hạch 8 màu siêu bông cho anh chị nhé, 1 triệu 150 nghìn. Mình sẽ ghép là những cái dòng xương bông giống mới cho anh chị để về chơi một cây cẩm hạch 8 màu. Cái đế thì chôn hơi sâu, về mình có thể là đun đế lên khung sườn á. Đây nè, thường khách của mình chơi á, chơi hoa thường hay có quan trọng cái phần này nè, là uốn éo của cái cây. Còn từ cái miệng chậu đi lên thì cây này khoảng là cái củ đế á, là khoảng 50 cm á. Dầu này là 308 x 22, củ này cũng khá đẹp để ghép một cây cẩm hạch bonsai nhé. Chơi một củ đáng một củ luôn. Về thì đây, cái đế nó đang nằm ở đây nè, về mình đun lên thêm. Còn vườn thì khi mà di chuyển thì cần phải là chôn hơi sâu để di chuyển qua lại củ khôi á. Đơn hàng của mình hiện tại là chắc là bây giờ mà đặt mà ghép 8 màu thì để mà dưỡng bo cứng thì qua Tết mình sẽ giao cho anh chị nha. Còn đối với mà ghép mà 1 màu, 2 màu, 3 màu thì trước Tết thì được. Còn 8 màu ấy thì để chắc ăn thì là qua Tết thì mình dưỡng bo cho nó lâu lâu một tí. Nói chung là quan trọng của cái cảnh Sa Đéc đó là chất lượng. Củ này là mình nhận công ghép là 1 triệu 150 là giao về tới nhà của anh chị luôn nhé. Xem thử củ nè. Đây, gợi ý của mình á. Dạ, đau quá.
Đây, thực sự ra là đối với những cái cây mỹ này á, là nó có những cái gai nó nhỏ 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 thôi, không khéo là mình sẽ bị chảy máu tay á. Này là cái chuyện thường xuyên đó, là mình bị thường xuyên, nói chung là trên cánh tay mà đụng vào hoa giấy thôi là một tí là bị gai đâm là chuyện bình thường à. Nhưng mình rất là yêu hoa giấy, nó đẹp thì nó cũng phải có một tí gì đó là đau đớn một tí. Đấy, là gai nè, đối với hoa giấy Mỹ nè, gai nhỏ nhỏ vậy đó. Tất cả những cái nhánh ở đây đó là tàn sơm, mình chơi dạng bonsai lùn rất là tuyệt vời. Nhìn cũng dễ thương chứ ha, uốn éo qua bên tàn sơm lên. Gu chơi thì thường mình thấy là khách hàng bên mình có hai gu chơi, một là chơi tàn sơm, hai là chơi dạng như là cái nhánh sườn á, nó uốn éo đi lên. Thích hai chậu này thì báo cho cái cành Ceres nhé, mình sẽ giữ lại để ghép cho anh chị. Còn như đối với anh chị nào mà thích chơi mà dạng đóng kiện về mình ghép á, thì có thể là đặt bên mình sẽ đóng kiện cho anh chị về tự chơi tự ghép luôn. Hiện tại là khách hàng bên mình đặt những củ khô cũng khá nhiều á, như hai củ này nè, chơi Mỹ Xin luôn. Thường khách mà lựa Mỹ Xin sẽ lựa một cặp mà dạng mini á, như thế này nè. Ngày mai chắc mình đóng không càng, nếu mà đóng kịp thì đóng hôm nay luôn, còn không thì chắc mình để ngày mai á, nay mưa quá. Thêm một loại nữa mình sẽ giới thiệu cho anh chị nhé. Đây là những cái cây hái mà mini mình im hôm á, nguyên bản cây mini chậu 6, một cây một màu. Thì thái thì có tổng cộng là 5 màu, nhưng mà đợt này mình ghim á thì lên hoa mình mới có thể là xuất cho anh chị. Thì hiện tại là những cây mà mình đem ra chậu đóng kiện là những chậu màu đỏ, màu vàng với lại màu trắng. Mọc combo á, mọc combo là ba màu này là ba cây 50.000 một chậu, lấy ba chậu tiền ship là 30.000, tổng cộng là chỉ có 180 thôi là mình có ba cây này. Loại này á, thì mình chơi á, là có thể là cho leo hàng rào. Thằng Thái thì được nằm trong đó là top top nhất nhì mà leo rất là nhanh và ra hoa nhiều hơn so với loại hoa giấy Việt của mình. Nếu mà mình là thuộc dạng là gu mà thích chơi những cái dạng hoa ra nhiều á, lập hoa nhanh là tầm 30 đến 40 ngày là Thái nó lập hoa rồi, thì mình có thể chọn loại này. Mini thì có thể là nó hơi lâu để tạo ra một cái khung sườn của cái hàng rào cổng chào của mình. Cái loại này thì cần có thời gian. Nếu mà mua mà một cây lớn luôn á, thì dưỡng nó sẽ nhanh hơn. Giá của loại nguyên bản này á, là 50.000 một chậu. Ba màu đỏ, vàng, cam, nhưng mà khi mà lấy combo hai combo tổng cộng là 6 chậu. Bên vườn mình sẽ bao ship cho anh chị nhé. Lựa những cây mà đang có nụ như thế này cho anh chị an tâm để về mình sử dụng đúng cái hàng rào, bộ như là hai cây màu dạng mua cặp đó nha. Thường ta sẽ mua cặp, một cặp màu đỏ, một cặp màu vàng, một cặp màu trắng vậy á. Về thì gu chơi mà nguyên bản thì rất là thích loại này, không thích hàng ghép thì mình có thể chọn loại này. Cứ hai combo tương đương với 6 chậu là vườn mình sẽ bao ship cho anh chị nhé. Mùa mưa như thế này thì cây cối để trong giàn mát thì hoa giấy ra rất là đẹp luôn. Loại mà cẩm thạch tím đậm này á, nó ra hoa nè. Đấy, màu rất là đậm mà thuộc dòng là xuyên bông nữa. Cái này là chưa ra hoa rộ tuyệt đối đâu, khoảng tầm là 5 cho tới 7 ngày nữa thì nó mới phủ hết nguyên một cái cây. Tại vì đang cho mặt nụ nhiều hơn là ra hoa đó. Từ đây đến Tết là chơi thêm một đợt hoa nữa. Mình báo lại nha, loại này là 180, hai chậu thì là 360, vườn mình bao ship cho anh chị nhé. Khi mà nhận được hàng rồi á, anh chị cần tư vấn về cái gì đó, phân bón hoặc là vấn đề gì đó thì có thể là
liên hệ bên cây cảnh Sadec, mình sẽ nói chuyện trực tiếp. Còn không có thể là nhắn tin trên Zalo cho mình nhé, mình sẽ trả lời nhanh chóng cho anh chị. Hiện tại thì phân bón thì mình đó là nhà phân phối chính của công ty 10 50 10, vì loại này tốt cho nên nó là mình đang phân phối loại này luôn để đi kèm cho anh chị có thể là dùng song song. Chung là khách hàng của mình đã dùng rồi và phản hồi rất là tốt với loại này, ra hoa rất là nhiều và nhìn hoa tươi rất là tự nhiên luôn. Thì có hai loại thôi, loại là bạc mầm là dạng phun, với lại là loại kích hoa để cho cây ra toàn diện. Loại kích hoa thì là một hũ là 25.000 100g, mình có thể là dùng theo cái liều lượng phía sau cái phần hướng dẫn đó. Còn cái loại mà siêu bạc chồi thì là 15.000, lấy số lượng đó là nhiều thì bên mình sẽ bao ship cho anh chị nhé. Rồi, một lần nữa thì mình chân thành cảm ơn anh chị ạ. Chúc anh chị là có một buổi chiều vui vẻ và ấm áp bên gia đình của mình.